báu vật của tướng Trung ở World Cup. Ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận gặp tuyển nữ Đức, từ pha phản công nhanh, Thanh Nhã chạy như xé gió, vượt qua các hậu vệ to cao của đối phương trước khi đánh bại thủ thành từng vô địch UEFA Champions League France bằng một cú sút quyết đoán. Đó thực sự là một bàn thắng để đời của Thanh Nhã. Tuyển thủ sinh năm 2001 Thanh Nhã được SofaScore chấm 6,9 điểm, số điểm cao nhất hàng tiền vệ tuyển nữ Việt Nam. Số 19 thậm chí còn ăn đứt cả những ngôi sao của tuyển Đức về các thông số trong trận đấu. Không chỉ tấn công, cô gái 22 tuổi còn có khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt. Với những gì đã thể hiện trong trận gặp tuyển nữ Đức, Thanh Nhã đánh dấu sự trưởng thành. Cô là đại diện tiêu biểu của thế hệ tài năng trẻ bóng đá nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Nhã tỏa sáng. Trước đó, trong trận chung kết SEA Games 32 gặp Myanmar sau khi được tung vào sân ở hiệp 2, Thanh Nhã thực hiện một pha lốp bóng đầy kỹ thuật, ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung, qua đó làm nên kỷ lục lịch sử giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp. Hai bàn thắng, hai dấu ấn nói trên đều có chung một điểm, Thanh Nhã trở thành át chủ bài của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông Chung thốt lên, Nhã có hai bàn thắng để đời, đạt tới đẳng cấp thế giới. Trong hơn một năm qua, Thanh Nhã cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Từ chỗ là cầu thủ dự bị cho Bích Thủy, giờ đây số 19 luôn sẵn sàng đá chính ở tuyển nữ Việt Nam. Ở World Cup năm 2023, trong khi Trương Thị Kiều và Huỳnh Như chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ là vũ khí lợi hại của tuyển nữ Việt Nam.